cập nhật mới, Roblox cập nhật mới, khuyến mãi tưng bừng, rất nhiều tài khoản VIP giá rẻ, vòng quay may mắn, giải thưởng cao. Link tại mô tả nha anh em. Tổng hợp những nhân vật từng đánh bại được Luffy. Tứ hoàng Monkey D. Luffy hiện tại là một trong những kẻ đứng đầu thời đại, quyền lực khủng khiếp, thậm chí có thể nói là nắm trong tay quyền sinh sát với đa số hải tặc đang hoạt động trên biển. Ai nhìn vào thằng nhóc 19 tuổi này hẳn đều phải trầm trồ bốn chữ: con nhà người ta. Tuy nhiên, trước khi mà trở thành con nhà người ta ấy, cậu cũng đã phải trải qua đủ đắng, cay, ngọt, bùi. Nhiều lần xém tí nữa gặp được A ở trên thiên đường, thậm chí không ít lần bị hành cho ra bã, tàn tạ như là rơm dạ luôn. Và đúng với câu nói của xưa, lúc thành đạt thì không quên khi mà bần hàn. Hôm nay, mời anh em cùng với thuyền trưởng Sam Soi điểm lại những kẻ thù đã từng đánh bại được Tứ Hoàng Luffy ở trong một trận solo nhá. Get go thôi! Smoker, vị trí đầu tiên đầy danh dự ở trong video ngày hôm nay, mình xin dành để nói về Smoker, người đang bị cả cộng đồng One Piece dùng làm meme với biệt danh củ hành trắng trong vài năm trở lại đây. Nghe củ hành trắng thì hài, có lẽ anh em đã quên, trước khi mà tự mình ăn hành thì Smoker cũng đã bán hành cho không ít kẻ máu mặt, trong đó thì có cả Luffy nhà ta không những là một hai lần mà rất nhiều lần đấy. Đến nỗi người khói trở thành người duy nhất thời điểm ấy khiến cho Kulu chạy tụt quần mỗi khi mà nghe tên. Cụ thể, Smoker đã bán hành cho Luffy trong khá nhiều arc, nhưng cu cậu đều thoát được nhờ có quan hệ rộng. Tại Log Town được Dragon cứu, ở Alabasta được A cứu và ở Marineford được Boa cứu. Smoker thì cay lắm nhưng mà cũng chẳng làm được gì cả. Nói đi thì cũng phải nói lại, việc Smoker bán hành cho Kulu nhiều như thế chẳng qua là nhờ trái ác quỷ hệ Logia. Chứ xét riêng về những khoảng như thể chất hay kỹ năng chiến đấu thì chưa biết là mèo nào cắn chó nào đâu nhá. Cuối cùng, sau khi mà khoảng thời gian 2 năm luyện tập kết thúc với việc được học cả Haki vũ trang từ khóa đào tạo của Jaylee Sensei, Luffy dễ dàng bán hành ngược trở lại, thậm chí là đùa giỡn với Smoker giống như anh em ta chọc cún vậy. Và từ khoảnh khắc ấy, huyền thoại về củ hành trắng đã đi tới đâu, ăn hành tới đó là chính thức ra đời. Crocodile. Vào giai đoạn đầu tiên của One Piece, khi mà những thế lực khủng như là Đô Đốc, Tứ Hoàng chưa được làm rõ, Oda đã khiến anh em chúng ta háo hức tột độ khi mà nói về Thất Vũ Hải giống như 7 kẻ đứng đầu của biển cả. Sau đó thì ông ngay lập tức debut Crocodile. Vì để cứu giúp Vivi và Vương quốc, Luffy đã lên đường đá đít Crocodile mặc những lời khuyên ngăn từ các đồng đội. Cậu thì lúc đó kiểu: bố mày là main, đừng nói là Thất Vũ Hải, cho dù mày là Thất Vũ Nam hay Thất Vũ Nữ thì cũng tuổi tôm. Kết cục thì anh em biết rồi đấy, Kulu nhanh chóng bại trận trước sức mạnh cát của cá sấu, không những thế còn bị giam vào lồng và xém tí nữa được dừng cuộc hành trình nếu như mà không có sự xuất hiện của Mr. Fry. Trận thua của Lù trước Crocodile là một trong những trận thua chóng vánh nhất khi mà cậu gần như bị ao trình hoàn toàn. Cơ mà cũng nhờ vậy nên đầu óc thiên tài của Luffy mới tạm thời thức tỉnh. Cậu nhận ra nước có thể khắc chế cát và sau đó thành công đá tung đít Crocodile. Mặc dù toàn bộ chiến công đã bị hải quân giấu nhẹm nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần cứu được Alabasta là Luffy đã mãn nguyện rồi. Trường hợp này đúng với câu nói: anh hùng không phải lúc nào cũng mặc áo choàng, người tốt thì cũng không phải lúc nào cũng livestream đấy anh em ạ. Enen. Đồng ý rằng với năng lực cao su cách điện, Luffy gần như vô hiệu hóa năng lực sấm sét của Enen. Tuy nhiên, trận chiến của cậu cũng không hề dễ dàng, thậm chí xét theo một phương diện nào đó, Luffy đã thất bại một lần trước khi mà phản công lật kèo. Nguyên do của việc đó là vì Enen thực sự mang đẳng cấp quá cao. Dù không sử dụng được Gorogoro thì hắn cũng có những kỹ năng chiến đấu cao hơn Kulu, bao gồm Haki quan sát, khả năng dùng vũ khí vân vân và mây mây. Cuối cùng, dù Kulu có thể lật kèo và tặng cho cớ này một đấm vêu cả mồm, nhưng xét kỹ ra thì Enen đã chiến thắng hoàn toàn vì hắn đã đạt được cả hai mục tiêu là chế tạo siêu tàu Maxim và hủy diệt vùng sống của cư dân đảo trên trời. Có chăng Luffy chỉ giữ được tính mạng cho người dân mà thôi. Vậy anh em nghĩ ở trong tương lai, khi mà Enen comeback, hắn sẽ đứng về phe Luffy hay một lần nữa làm kẻ thù của cậu? Comment ý kiến bên dưới nhé. Kuzan.
Dù trải qua những trận chiến sinh tử với các đối thủ mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn giành chiến thắng, Luffy dần dần trở nên vua Lý Đòn và tưởng rằng Haki Men Chính có thể dẹp loạn tất cả mọi kẻ thù. Đỉnh cao của việc ảo tưởng sức mạnh ấy chính là Kulu nhà ta chưa biết dùng Haki, chưa có kinh nghiệm gì cả nhưng lao vào bem luôn một đô đốc, vừa đấm vừa thét. Mày ỉ, mày là đô đốc, mày đánh được tao, lớp 1 đánh lớp 5, tao còn chưa sợ. Nghe thì rất ngầu, nhưng kết quả thì cũng không được ngầu cho lắm. Đừng nói là Solo thua, khi ấy Luffy kết hợp cùng với cả Zoro và Sanji nhưng vẫn không có bất kỳ một cơ hội nào. Kuzan thì còn chả đổ một giọt mồ hôi nữa. Cuối cùng nhờ vào việc ông nội làm cán bộ nên Luffy được đô đốc chim chỉ xanh tha cho một mạng. Dù đặt một chân đến cửa địa ngục nhưng mà trông cậu chẳng có gì là sợ hãi cả anh em ạ. Bữa sau còn đem việc mình bị đóng băng ra làm trò chơi luôn cơ mà. Chẳng biết cái này gọi là gan dạ hay đần độn luôn. Luxy. Trong trận chiến X-Hit mới đây, Luxy dù đã thức tỉnh năng lực Zoan nhưng đứng trước tứ hoàng Luffy bị hành ấy cũng chẳng khác nào là mấy con báo xã hội mà gặp cơ động anh em ạ. Nhìn vào sự ao trình ấy, nếu như mà không phải fan cứng của One Piece, hẳn nhiều người sẽ không ngờ rằng cách đây 2 năm ngắn ngủi, Kulu đã từng bị Luxy đánh không trượt phát nào tại Water 7. Vào lúc ấy, khi mà phát hiện Nico Robin và các thành viên CP9 đã lộ thân phận thực sự bắt cóc chị đẹp, tấn công Iceberg, và dù Luffy xuất hiện kịp lúc cũng không thể làm gì được Luxy, hay nói đúng hơn là cậu ngay lập tức bị ngộp trước một kỹ thuật được gọi là lục thức. Kỹ thuật Kenpo giúp Luxy bay nhảy ở trong sự ngỡ ngàng của Kulu. Kỹ thuật Tekkai vô hiệu hóa hoàn toàn những chiêu thức Komikomu, đặc biệt là Shigan xuyên qua cả cơ thể cao su khiến mũ rơm bị thương. Nói chung là tại Water 7 ấy, ai nhìn vào cũng thấy sự ao trình mà thiên tài CP9 đã dành cho thiên tài mặt đần. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó thôi, khi mà gặp lại nhau tại EDW, Kulu đột nhiên đánh ngang cơ, thậm chí là chiến thắng được Robuxi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhiều fan One Piece thì nói rằng đó là nhờ sức mạnh của Gear Second và Gear Third. Tuy nhiên, theo lời của chính Luffy, cậu trở nên mạnh mẽ như thế là bởi vì hiện giờ đã có lý do để chiến đấu thay vì mơ hồ như lần ở Water 7. Nghe thì hơi ảo ma Lazada được không nào? Chơi bắp sức mạnh tình bạn như thế thì cô mà chơi một mình đi nhá, ai mà chơi chung được. Sentomaru. Không có thân phận quá khủng, cũng không được giới thiệu quá đặc biệt, nhưng Sentomaru lại chứng minh được sức mạnh thông qua việc trưởng cho Luffy u cả đầu theo đúng nghĩa đen. Nguyên do lớn nhất cho việc ấy chính là Sentomaru được Oda ưu ái cho sở hữu một loại sức mạnh mà đến tận Ác Wano mới được trình làng, đó là Haki vũ trang cấp cao. Với thứ đó, cháu của Kizaru có thể tấn công Luffy mà không cần chạm vào cậu. Thậm chí một cú vả đơn giản cũng gây sự đau đớn tột độ lên cơ thể cao su. Ngoài ra, khứa mập địch này thì còn có quyền điều khiển Pacifista và bán cho băng mũ rơm cả tấn hành. Chỉ cần nhìn vào một chi tiết nhỏ là anh em có thể thấy Luffy coi trọng sức mạnh của thanh niên này, đó là cậu đặt biệt danh cho Sentomaru là tên dìu lớn. Một thời huy hoàng là thế, tuy nhiên giống như Yamato, Sentomaru chỉ thuần thục mỗi một loại sức mạnh nên dần dần trở nên thọt và hiện tại bị Luxi oăn cái hít bất tỉnh nhân sự luôn. Cơ mà như thế cũng tốt, khứa dìu lớn này sẽ đứng về phía Luffy. Dù sao thì thêm một người bạn cũng đỡ hơn là thêm một kẻ thù mà, đúng không anh em? Nhìn kỹ thì thanh niên này mũm mĩm, cute phết đấy nhở. Megalon. Nếu anh em hỏi mình đâu là nhân vật mạnh nhưng bị Oda lãng quên nhất thì mình xin thưa chính là Megalon. Trong cuộc đột nhập Impel Down, Kulu đã đánh đập đám đầu trâu mặt ngựa và quản ngục nơi đây một cách không thương tiếc. Thậm chí cậu còn tự tin đến nỗi chạy lung tung khắp 6 tầng, chẳng nể nang bố con thằng nào. Tuy nhiên, mọi sự hỗn loạn dừng lại khi mà Megalon xuất hiện. Dù Luffy được hậu thuẫn bởi khá nhiều đồng minh như là Mr. Three, Jinbei, các kiểu, nhưng chỉ sau một vài chiêu thức cơ bản, cậu đã bại trận trước tổng giám ngục Impel Down mà không có một chút cơ hội nào. Thậm chí nhìn vào cách đánh của khứa ẻ chảy, mình còn ấn tượng với sức mạnh của hắn hơn cả Kuzan luôn anh em ạ. Không chỉ dừng lại ở việc đánh bại độc của Megalon, còn là thứ gieo rắc cho Luffy nỗi đau, cho Luffy nhiều nhất từ trước đến nay. Nếu như mà không may mắn có sự xuất hiện của Bon Clay và Ivankov thì thôi, không cần phải nói nhiều, One Piece đã kết thúc từ đó luôn rồi. Nói đến đây, hẳn anh em đã thấy sự bá của Doku Doku no Mi rồi nhở? Vậy nếu được chọn, liệu anh em có chấp nhận ăn Doku Doku và bị ẻ chảy suốt cả đời còn lại không? Riêng mình thì xin phép chê nhá. Katakuri hiệp 1.
Trong cuộc đại náo đảo bánh, Luffy đã đánh với Katakuri tận 2 hiệp được phân chia bằng khoảng thời gian tư lệnh ngọt này ăn donut giữa hiệp. Và thứ mình muốn nói ở trong video này đó là hiệp 1. Trong hiệp đấu này, Luffy và Katakuri đã thực sự đánh một trận solo ra trò, không bị quấy rối tại thế giới gương. Và như một trò đùa của Oda, toàn bộ những gì mà Luffy tự hào từ trước đến giờ, Katakuri đều ao trình giống như học sinh giỏi quốc tế về xã thi đấu vậy. Đầu tiên là trái ác quỷ, tưởng chừng Mochi và cao su chẳng liên quan gì, nhưng với đầu óc của Oda, ông đã biến Mochi trở thành một phiên bản nâng cấp toàn diện về cả công lẫn thủ. Nếu Luffy sử dụng nắm đấm khổng lồ từ Gear Third thì Katakuri có thể có nắm đấm to hơn là bằng Mochi. Nếu Luffy dùng Fusen, Kata cũng có lớp bảo vệ siêu dẻo dai hơn gấp bội. Thậm chí theo ý kiến của mình ấy, năng lực bánh dẻo ấy còn đa dụng hơn bởi vì nó có thể tùy ý thay đổi hình dạng theo ý thích của chủ sở hữu. Từ Mochi gân guốc, Mochi gai góc đến Mochi trà xanh nhân mắm tôm. Và thứ hai đó là Haki vũ trang. Gear 4, lớp vũ trang của Kulu cứng hơn cả tơ của Doflamingo, đánh khắp nơi không địch thủ, nhưng khi mà gặp Kata, nó lại mềm như là tờ giấy vậy. Trong những đòn va chạm trực tiếp của Kulu, lúc nào cũng bị đánh bật ra sau, thậm chí tay còn bị bỏng, trong khi thì Katakuri chẳng có cảm giác gì cả. Đặc biệt nhất đó là Haki quan sát. Từ trước giờ, Luffy cũng chỉ biết dùng nó để cảm nhận đòn tấn công, nhưng giờ Kata mới giúp cậu mở mang tầm mắt bằng trình độ thấu thị tương lai. Thề với anh em là trong những lần đầu tiên đối đầu trực tiếp với thứ sức mạnh này, nhìn mặt Luffy nô hốp vãi cả nhái luôn. Giống như anh em ta khoanh đáp án A, nhưng nghe ba thằng học giỏi nhất lớp cãi nhau là B, C, D vậy. Điểm an ủi duy nhất dành cho Luffy đó là Haki Báo Vương. Dù cậu mới chỉ bắt đầu làm quen nó trong 2 năm nhưng đã sánh được với kinh nghiệm hơn 30 năm của Katakuri. Điều đó nói lên rằng dù bộc phát từ nhỏ nhưng soái ca nhà Big Mom vẫn không đủ trình độ làm chủ được nó, và Haki Báo Vương của anh chỉ có thể làm ngất đến 50.000 người cá mà thôi. Đúng là được cái này thì mất cái kia, không ai hoàn hảo cả anh em ạ. Chỉ trừ một trường hợp duy nhất có thể biến con người đến mức perfect, đó chính là ấn like đầy đủ đấy. Nào nào, ấn mạnh tay nào các bro ơi. Và cuối cùng đó chính là Kaido. Cuối cùng trong video ngày hôm nay thì cũng là thất bại nhục nhã, phèn ẻ nhất của Luffy, không ai khác ngoài người đàn ông có chiếc sừng to nhất thế giới, Kaido. Giống như lần gặp Crocodile, ngay khi mà mới nhìn thấy Kaido, Kulu đã lập tức lao vào, đòi xin tí thẹo. Tuy nhiên, cũng vì không biết lượng sức nên bị one hit ở trong một trùy. Sau đó, cậu nâng cấp vô số sức mạnh Haki, tái đấu với Kaido ở trên đỉnh sọ. Cái kết là thua thêm 2 lần nữa và chỉ thoát chết nhờ may mắn. Cuối cùng thì cũng cần phải đến năng lực thức tỉnh thần mặt trời mới có thể miễn cưỡng thắng được sinh vật mạnh nhất thế giới. Khó khăn như thế mà đến hiện tại nhiều fan thì vẫn nói rằng Luffy được bóc bẩn. Mình cũng chẳng hiểu sao luôn ấy. Vậy thì anh em thấy sao? Comment ý kiến bây giờ nhá. Và đó thì cũng là kết thúc cho video ngày hôm nay. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc bình luận nào. Đầu tiên là nhân vật chính của video ngày hôm nay, Luffy. Anh hổ không biết sao nữa, chứ Kid là không ai cứu được rồi. Anh hổ thì trong trường hợp tệ nhất mình nghĩ thì vẫn sẽ thua. Có điều tạm thời thì không nguy hiểm đến tính mạng đâu bạn ạ. Còn vai trò ở trong tương lai mà. Và tiếp theo là bạn Hải Trường. Em nghĩ trong trận giữa Gáp và Dâu Đen thì Aokiji sẽ giúp Gáp đánh bại Dâu Đen. Tỷ lệ đó thì cũng khá cao khi mà Kuzan mang ơn Gáp rất nhiều. Tuy nhiên, nếu như Đô Đốc Chim Chị Xanh đang có một nhiệm vụ tuyệt mật gì đó phải tiếp tục nghe theo của phái Dâu Đen ấy, thì chưa biết được đâu nhá. Nói chung là khó khăn lắm bạn ạ. Và cuối cùng là bạn Boa Hancock. Chúc anh xăm soi cuối tuần vui vẻ nha. Ai chà, góc bình luận hôm nay thì có cả Boa cơ à. Ác vậy ta, xăm soi thì cũng xin chúc bạn Boa và các tuyển viên một ngày vui vẻ nhá. Và cuối cùng, nếu như mà anh em thích video ngày hôm nay và muốn bắp tinh thần cho thuyền trưởng xăm soi, đừng quên ấn một like, một đăng ký kênh cũng như comment ý kiến bên dưới để có thể lên TV ở trong những số tiếp theo nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các thuyền viên ở những video sau nha. Bye bye.